Nóng vậy, không thể nhiều quá đâu.
Get it open. Thank you.
Ngắm nghĩa một ăn đâu trời ơi ăn
đâu rồi? Con nhà ai đấy? Con nhà ai đấy? Con nhà ai đấy hả? Con đi đâu rồi? Con đi đâu rồi? Nhỏ lên ngay. Mẹ ơi. Sao lại đặt con ở đâu đấy? Mẹ ơi. Mẹ. Ơi. Sao lấy con này sao bỏ con ở đấy? Mình đi đâu đấy? Chào anh nha. Chào anh nha.